Chúng ta cùng đến với một câu hỏi về hạt nhân nguyên tử. Nội dung câu hỏi như sau. Cho phản ứng hạt nhân, hạt chi ti cộng với hạt deuteri thì sinh ra hạt alpha cộng với hạt neutron. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt chi ti là 2,823 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt alpha là 7,076 MeV. Độ hụt khối của hạt deuteri là 0,0024 U. Bài hỏi chúng ta là năng lượng mà phản ứng này tỏa ra là. Chúng ta biết rằng là năng lượng của phản ứng của chúng ta được tính theo một trong ba công thức sau. Thứ nhất đó là tổng khối lượng các hạt trước phản ứng trừ đi tổng khối lượng hạt sau phản ứng nhân với C bình. Công thức số 2 là lấy năng lượng liên kết của các hạt sau phản ứng trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hạt trước phản ứng. Công thức số 3 đó là lấy động năng của các hạt sau phản ứng trừ đi động năng của các hạt trước phản ứng, một trong ba công thức đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng người ta đang cho chúng ta thông tin liên quan đến cái sự liên kết, cái vấn đề liên kết trong hạt nhân. Do đó chúng ta dùng công thức số 2, đó là chúng ta lấy tổng năng lượng liên kết của các hạt sau phản ứng trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hạt trước phản ứng. Tức là chúng ta lấy delta E của thằng alpha này, đúng không? Cộng với delta E của thằng neutron này, trừ đi năng lượng liên kết của hạt trước phản ứng, đó là delta E của thằng chi ti này, trừ đi năng lượng liên kết của cái thằng deuteri. Vậy chúng ta thấy rằng đây người ta mới cho chúng ta là có 3 hạt, 1, 2, 3. Thế mà công thức này của chúng ta lại nhìn thấy là 4. Thế nên nhiều bạn đến đây lại bảo thắc mắc là có vẻ như là bài đã cho thiếu. Đây, thông tin về cái thằng neutron này của chúng ta không có cho. Đúng không? Thì do các bạn đã không học kỹ lý thuyết. Đó, hạt neutron hay hạt proton của chúng ta là những hạt đơn. Tức là nó không cần liên kết, không có năng lượng liên kết, không độ hụt khối. Tức là năng lượng liên kết của thằng này bằng mấy? Bằng không, nhớ bỏ đi. Nhớ chưa? Đấy, vậy thì chúng ta chỉ còn thông tin năng lượng liên kết của ba hạt này thôi. Và chúng ta nhớ rằng năng lượng liên kết thì bằng năng lượng liên kết riêng nhân với số khối, đúng không? Thì chúng ta nhớ cho thầy hạt deuteri này chúng ta có số khối là 2 này. Hạt chi ti này chúng ta có số khối là gì? Là 3 này. Alpha này chúng ta số khối là 4 này, đúng không? Hạt neutron này chúng ta có số khối là gì? Là 1. Đó, là 1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là thằng này sẽ là bằng epsilon của alpha nhân với số khối của thằng alpha. Viết đúng công thức đi, trừ đi. Thằng này sẽ là năng lượng liên kết riêng của thằng chi ti nhân với số khối của thằng chi ti. Còn thằng này của chúng ta thì người ta không cho năng lượng liên kết riêng. Thì chúng ta tính qua công thức từ độ hụt khối tính tính thành năng lượng liên kết. Thì năng lượng liên kết thì bằng độ hụt khối nhân C bình, đúng không? Thì bằng delta M deuteri nhân với C bình phương. Cái dạng hình thức như này thôi, còn thực tế là chúng ta lấy chúng ta lấy độ hụt khối này nhân với 931,5 là chúng ta có được năng lượng liên kết tính bằng 10V luôn. Và chúng ta thế số vào này, đây sẽ là bằng thằng này là 7,076 nhân với số khối này là 4 này. 4, đúng không? Trừ đi. Ông này là bao nhiêu? 2,823 nhân với số khối của ông này là 3. Đấy, trừ đi. 0,0024. C bình này là dạng hình thức thôi, đúng không? Chúng ta thực tế là nhân với 931,5. Đấy. Là xong. Và chúng ta bây giờ ấn máy tính. 7,076 nhân 4 cộng với, xin lỗi, trừ đi 2,823 nhân 3 trừ đi 0,0024 nhân với 931,5 bằng. Đấy, và chúng ta ra cái kết quả đây là xấp xỉ thôi nhá. Đó là 17,599 đơn vị, dĩ nhiên là MeV. Được chưa nhỉ? Đấy, nếu như người ta có đáp án joule thì chúng ta đổi ra joule. Thế đây chúng ta chọn đáp án là gì? A. Đấy, câu hỏi này dĩ nhiên là câu hỏi không khó, hỏi chúng ta về các công thức cơ bản mà thôi, không có vấn đề gì cả. Chúng ta chuyển tới nội dung câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng và đây là về mẫu nguyên tử Bohr. Nội dung của câu hỏi như sau. Xét nguyên tử hydro theo mẫu Bohr, biết rằng khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng là 93,3 nanomet. Còn khi electron của chúng ta chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là 1096 nanomet. Bài hỏi:
Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì phát ra photon có bước sóng là bao nhiêu? Có nghĩa là trong bài này của chúng ta là E của chúng ta có 3 lần nó nhảy từ quỹ đạo cao về quỹ đạo thấp, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đi viết tiên đề 2 của Bohr 3 lần là xong không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên là khi mà nhảy từ P về K thì nguyên tử hydro chúng ta giảm từ EP về còn EK. Đấy. Và cái năng lượng bị mất này sẽ chuyển hóa thành năng lượng photon. Và chúng ta thấy nguyên tử nó phát ra photon ánh sáng, đúng không nhỉ? Đấy, chuyển hóa thành năng lượng của photon ánh sáng. Và đây chính là bằng epsilon 1 hay là chính là HC chia cho lambda 1. Đấy, lambda 1 ở đây là ứng với 93,3 nanomet nhé. Hoàn toàn tương tự khi E chúng ta chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M. Đấy, từ P về M thì chúng ta có năng lượng của nguyên tử hydro của chúng ta sẽ giảm từ EP còn M. Bằng HC chia lambda 2, với lambda 2 là bằng 1096 nanomet. Và cuối cùng bài hỏi chúng ta là khi E của chúng ta chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, tức là năng lượng của nguyên tử hydro của chúng ta sẽ giảm từ M về EK. Thì lúc này phát ra photon có bước sóng là bao nhiêu? Tức là lambda 3 chúng ta cần tìm. Chúng ta cần tìm lambda 3 này. Đúng không nhỉ? Vậy thì dĩ nhiên là chúng ta nhìn quan hệ phía bên trái, chúng ta sẽ suy ra quan hệ phía bên phải. Chúng ta nhận thấy là nhìn phía bên trái đây nhé. Thằng này tương tác với thằng này sau ra được thằng này. À, chúng ta sẽ trừ cho nhau. Trừ thằng này. Đúng không? Trừ thằng này cho thằng này. Đấy, trừ thằng này với thằng này là ra thằng này. Vậy thì bên đây hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ lấy là thằng này trừ thằng này ra thằng này, đúng không? Vậy thì HC chia lambda 1 trừ HC chia lambda 2 bằng HC chia cho lambda 3. Hay nói khác đó là 1 chia lambda 3. Đấy, từ đây chúng ta suy ra. Đấy, 1 chia lambda 3 bằng 1 chia lambda 1 trừ đi 1 chia cho lambda 2. Chúng ta giản ước hai vế HC đi. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra lambda 3 bằng. À, bằng tích của lambda 1 nhân với lambda 2, đúng không nhỉ? Chia cho lambda 2 trừ đi lambda 1 bằng. Lambda 1 của chúng ta là bằng 93,3. 93,3. Lambda 2 của chúng ta là bằng 1096 nhân với 1096. Chia cho 1096 trừ đi 93,3. Đấy chưa? Chúng ta thế số vào, bởi vì là đáp án chúng ta là nanomet nên chúng ta cứ để nanomet chúng ta tính. 93,3 nhân với 1096 chia cho 1096 trừ đi 93,3. À, ra xấp xỉ là 102. Đúng không nhỉ? Xấp xỉ 102 nanomet. Đấy, và chúng ta sẽ chọn phương án nào đây? À, đó là phương án C. Được chưa nhỉ? Rất là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề hạt nhân nguyên tử. Và đây là câu hỏi về phóng xạ. Nội dung câu hỏi như sau. Hình dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của logan EP của 1 trừ đi delta N trên N0 ngũ trừ 1. Vào thời gian T, khi sử dụng máy đếm xung để đo chu kỳ bán dã T của một lượng chất phóng xạ. Biết delta N là số hạt nhân bị phân rã, còn N0 là số hạt nhân ban đầu. Dựa vào kết quả của thực nghiệm mà đo được ở trên hình vẽ thì chúng ta đi xác định giá trị của T. Nó xấp xỉ bao nhiêu? Đấy, người ta cho chúng ta một cái đồ thị biểu diễn mà một cái máy đếm xung nó đếm cái đại lượng logan EP của 1 trừ delta N trên N0 ngũ trừ 1 theo thời gian T. Vậy thì chúng ta cái trục hoành này là cái thời gian T thì không có gì để bàn rồi. Nhưng mà cái trục tung thì đại lượng này đang khá là phức tạp. Thì thông thường chúng ta sẽ phải đi phân tích xem cái đại lượng của trục tung phức tạp đó nó là đại lượng nào. Đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ đi biến đổi.
Thì delta n người ta cho chúng ta là số hạt nhân bị phân rã. À, nhớ là bị phân rã nhá. Còn n không là số hạt nhân ban đầu. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có là delta n. Chúng ta sẽ có là delta n. Theo lý thuyết chúng ta được học bằng gì nhỉ? À, n không số hạt nhân ban đầu nhân với 1 trừ đi e ngũ trừ lambda. Lambda là hằng số phóng xạ đúng không nhỉ? Nhân với t. Lý thuyết chúng ta được học như vậy. Và chúng ta nhớ rằng là tích của lambda và chu kỳ ban rã của chúng ta là bằng logan Napier của 2. À, tức là nếu như tính được lambda là chúng ta sẽ tính được t và ngược lại. Đấy, vậy thì chúng ta biến đổi tiếp. Từ đây chúng ta suy ra 1 trừ đi. 1 trừ đi delta n chia cho n không. Bằng cái gì đây? À, e ngũ trừ lambda t đúng không? E ngũ trừ lambda t. À, chúng ta suy ra được như này. À, tiếp tục chúng ta suy ra đó là 1 trừ delta n chia cho n không. Ngũ trừ 1. Đấy, người ta ngũ trừ 1 cơ. Thì là bằng e ngũ lambda t. Và cuối cùng là chúng ta ra được cái đại lượng của trục tung. À, từ đây chúng ta suy ra là loga Napier của 1 trừ delta n chia n không ngũ trừ 1. À, sẽ là bằng gì đây? À, lấy logan Napier hai vế thì chúng ta có được đây là lambda t. Vậy thì cái trục tung của chúng ta nó chính là lambda nhân t. À, chúng ta hiểu đây chính là lambda nhân t. Đấy, vậy bây giờ chúng ta nhìn vào một cái điểm nào đó trên đồ thị này mà chúng ta tin tưởng thì chúng ta sử dụng là xong. Và chúng ta thấy rằng là cái đồ thị này khi mà chúng ta vẽ ở đây chúng ta thấy rằng nó như là một hàm bậc nhất. Thì đúng rồi, lambda t vẽ theo t dĩ nhiên đó là một hàm bậc nhất, đúng không nhỉ? Đấy, hàm y nó kiểu như là y bằng ax ấy. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta nhìn vào cái giá trị nào, chúng ta có thể nhìn vào giá trị nào cũng được. Và ở đây thầy nhìn vào cái giá trị ở thời điểm lúc 12 ngày đúng không? Thì cái lambda nhân t chúng ta bằng 0,938. Vậy thì chúng ta sẽ có dựa vào điểm này, chúng ta có 0,938. Và đây chính là lambda nhân t đúng không? Chính là bằng lambda nhân với t. Thời điểm t đây là 12 ngày. Đấy, và từ đây chúng ta sẽ rút ra được lambda bằng 12 chia cho 0,938. Và từ đây chúng ta suy ra chu kỳ bán rã. Tích của chu kỳ bán rã và hằng số phóng xạ là bằng logan Napier của 2. Vậy chúng ta lấy ln của 2 chia cho lambda. Đấy, và chúng ta ra kết quả đây là sấp xỉ. Sấp xỉ chứ. 8. Phẩy. Thầy viết dài ra một chút này. 8. 6 gì? 868. Đấy, nó sấp xỉ như thế. Ngày. Được không nhỉ? Đấy, vậy chúng ta thấy rằng là nó sấp xỉ hơn nữa. Thì đáp án chúng ta chọn đây là 8,9 ngày. B. Được chưa? Đấy. Chúng ta nhớ cho thầy phương pháp làm của những dạng bài mà liên quan tới đồ thị như thế này nhá. Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề điện học lớp 11. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Đó là dùng một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V mắc với mạch ngoài gồm hai bóng đèn, đèn 1 và đèn 2 đã có số ghi. Đó là 6V 3W và 6V 4,5W. Và một điện trở R nữa. Để cả hai bóng đèn đều sáng bình thường thì mạch ngoài phải mắc theo các cách nào sau đây? Chúng ta có 4 phương án lựa chọn ABCD nên là có 4 cách. Và khi gặp những bài toán như thế này dĩ nhiên là chúng ta thử từng cách một xem cách nào mà nó hợp lý thì chúng ta khoanh. Cứ mỗi vậy thôi. Đấy, còn nếu như mà bài toán tự luận thì ở đây chúng ta phải biện luận cũng tương đối là vất vả đúng không? Thế ở đây chúng ta sẽ xem là các cái cách mà bài toán đề ra cho chúng ta, đề xuất cho chúng ta sẽ cách nào hợp lý. Chúng ta thử nhé. A này, đó là đèn 1 nối tiếp với đèn 2 song song R. Tức là hình vẽ như sau. Đèn 1 này, đèn 1 này nối tiếp với đèn 2 đấy, nối tiếp với đèn 2
nối tiếp với cụm đèn 2 song song R. Rồi chúng ta sẽ nối vào nguồn. Đấy, cái cách ở phương án A này của chúng ta là như vậy. À, vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là đèn 1 của chúng ta muốn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu của nó là bao nhiêu? À, phải là 6V, hiệu thế định mức. Đèn 2 cũng vậy, cũng là 6V. Vậy chúng ta thấy là phương án này là cũng khá là ổn, đúng không? Đấy, cũng khá là ổn. Thế tuy nhiên là bây giờ chúng ta xét về dòng điện, thường là chúng ta sẽ nhìn vào dòng điện và hiệu điện thế. Thì đèn 1 muốn sáng bình thường thì dòng điện qua nó ID1, y định mức đấy, sẽ là bằng lấy chỉ số sau chia cho chỉ số trước bằng 0,5A. Đèn 2 mà sáng bình thường thì dòng qua nó đó là ID2, chỉ số sau chia chỉ số trước bằng 0,75A. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cách này thì hiệu điện thế thì có vẻ ổn, nhưng mà nói về dòng điện thì là vô lý rồi, đúng không? Bởi vì là như thế này, rõ ràng là dòng qua đèn 1 sẽ là bằng tổng dòng qua đèn 2 và qua R. Đấy, thế nên là cách này của chúng ta làm sao? À, loạn. Được chưa? Trường hợp này vô lý. À, trường hợp thứ hai đó là chúng ta đổi đèn 2. À, trường hợp này loại rồi đúng không? Thế bây giờ thầy xóa đi đỡ phải vẽ lại cho nó mệt. Đây giờ là đèn gì? À, đèn 2. Ở đây đèn 1. Thì nói về hiệu điện thế thì có vẻ là ổn rồi, đúng không? À, còn dòng điện thì có được không? Thì chúng ta thấy là nó hợp lý thôi. Bởi vì đèn 2 này bây giờ dòng qua nó khi nó sáng bình thường sẽ là bao nhiêu? À, 0,75A. Đấy. Và dòng qua đèn 1 của chúng ta bây giờ sáng bình thường là 0,5A. Đấy. Và lúc này thì dòng qua điện trở R chúng ta sẽ là 0,25A. Bạn hiểu chưa? Và như vậy thì nếu như muốn cho hai đèn này chúng ta sáng bình thường thì dòng qua R của chúng ta phải là 0,25A. Và do đèn 1 mắc song song với R, thế nên là hiệu điện thế giữa hai đầu của R này của chúng ta cũng là bằng hiệu điện thế định mức giữa hai đầu của đèn 1, tức là bằng 6V, đúng không? 6V. Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra giá trị của điện trở R sẽ bằng hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở R 6 chia cho 0,25 là bằng 24 ohm. Đấy, vậy chúng ta thấy rằng là với cách số 2 là hợp lý. Và chúng ta khoanh luôn, đi thi đây khoanh luôn. Bởi vì chúng ta đã làm rất là chắc chắn rồi. Đấy, tuy nhiên là thầy sẽ đi xác định tiếp cho các bạn trường hợp C và trường hợp D xem có được hay không. Trường hợp C của chúng ta này. À, trường hợp C của chúng ta thì đó là R. Nó mắc nối tiếp với cái cụm hai đèn song song, đúng không? Đây đèn D1 này. Đây đèn D2. Thì trường hợp này chúng ta thấy do hai đèn này của chúng ta nó mắc song song nên là hiệu điện thế giữa hai đầu của hai đèn này của chúng ta sẽ là bằng nhau. Và bây giờ muốn sáng bình thường thì dĩ nhiên hai đầu này của chúng ta phải là 6V. Đấy, các bạn hiểu là hiệu điện thế giữa hai đầu này của chúng ta phải là 6V. Thế mà hai cái cực của nguồn này của chúng ta lắp vào là 12V. Vì vậy mà hiệu điện thế giữa hai đầu của R của chúng ta cũng là 6V. Nếu như hai đèn sáng bình thường. Ngoài ra thì dòng điện qua đèn 1, đèn 2 của chúng ta là 0,5 và 0,75A. Thế nên là dòng qua R này của chúng ta sẽ bằng tổng hai dòng qua đèn 1 và đèn 2, tức là bằng 1,25A. Đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ tính được, nếu như theo cách này thì cách này cũng ok, đúng không? Nhưng mà giá trị của điện trở phải là bao nhiêu? 6 chia cho 1,25. Đấy, và ra là 4,8. 4,8 ohm mới được. Đấy, tuy nhiên là nếu như theo cách này thì chúng ta thấy rằng hai giá trị của điện trở ở đây là không thỏa mãn. 12 và 8 là không đúng. Đấy.
Thế thì ngoài những cách này ra thì chúng ta còn có thể mắc theo những cách nào nữa? Thì chúng ta có thể tưởng tượng là có thể là đáp án nó sẽ đề xuất phương án là ba linh kiện để mắc song song. Thì chúng ta thấy là cái điều đó là vô lý ngay, đúng không? Bởi vì nếu như ba linh kiện này mắc song song rồi lại mắc vào hai cực của nguồn, thì ba cái linh kiện thì chúng ta có hiệu điện thế là hiệu điện thế của nguồn bằng 12V. Nhớ là cái nguồn này chúng ta không điện trở trong. Đấy. Thì rõ ràng là các bóng này của chúng ta sẽ sáng quá bình thường và có khả năng cháy, bởi vì là 12V mà, gấp đôi so với cái định mức mà nhà sản xuất đề ra ghi trên bóng đèn. Thế còn nếu như ba linh kiện này của chúng ta mắc nối tiếp thì cũng không được. Bởi vì nếu như ba linh kiện này của chúng ta mắc nối tiếp thì các bạn sẽ thấy rằng là hai quả bóng này của chúng ta sẽ có cùng dòng điện chạy qua. Thế mà y định mức của hai quả bóng này của chúng ta là khác nhau. Do đó nếu như mắc nối tiếp thì không bao giờ có cái y định mức khác nhau như này, đúng không? Vậy thì cũng loại cái trường hợp ba linh kiện mắc nối tiếp. Ngoài ra chúng ta còn có thể mắc kết hợp kiểu khác, đó là R nối tiếp đèn 1 rồi song song với đèn 2 chẳng hạn. Thì cách đấy không được, bởi vì là hiệu điện thế của hai quả bóng này của chúng ta nó phải bằng nhau. Nếu như chúng ta mắc như thế thì thế được không? Mắc như thế thì cũng có khả năng được, đúng không? Để chúng ta thử nhé. Chúng ta phải nghĩ ra, khi mà làm một bài chúng ta phải nghĩ ra các cái phương án mà người ta có thể hỏi tiếp. Đấy, nếu như mà chúng ta cứ chỉ làm cái câu hỏi đó và không có một cái tư duy cho các cái bài toán tương tự thì rõ ràng là gặp bài toán tương tự chúng ta cũng chưa chắc làm được. Đấy. Thế ở đây nếu như cái phương án của chúng ta bây giờ là như thế này, cách mắc như này các bạn xem được không? R được không? Mắc nối tiếp với đèn 1 rồi tất cả song song với đèn 2. Đấy, thầy đề xuất phương án mắc như thế này, các bạn xem được không? Thì các bạn thấy là không được ngay, bởi vì rằng là hai đầu đèn này của chúng ta, hai đầu đèn 2 như thế này thì sẽ mắc vào hiệu điện thế là 12V và nó có khả năng cháy ngay, đúng không? Bây giờ đổi cũng vậy thôi. Đây là đèn 1, đây là đèn 2. Thì lúc này thì đèn 1 của chúng ta được nối vào trực tiếp hiệu điện thế của nguồn và cũng có khả năng là bị cháy, không thể sáng bình thường được. Thế nên cái cách mắc hỗn hợp như thế này cũng là bị loại. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, vậy thì chúng ta đã chữa xong một câu về dòng điện không đổi thuộc chương trình điện học lớp 11 cũng tương đối là hay. Đấy, thì các bạn nhớ cho thầy cái phương pháp giải nhé. Rồi bây giờ chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề quang học lớp 11. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Đó là một người bị cận thị có điểm cực cận cách mắt 15cm. Người này dùng kính hiển vi để quan sát một cái vật nhỏ trong trạng thái mắt điều tiết tối đa. Thì độ phóng đại qua kính của chúng ta là 200. Và lúc này thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được là 0,3 micromet. Bài hỏi chúng ta là mắt người này có năng suất phân ly được bao nhiêu? Ở đây chúng ta đang xét ở cái trạng thái là cái người này đang nhìn hai cái điểm mà có khoảng cách ngắn nhất mà mắt còn phân biệt được. Tức lúc đấy mắt của chúng ta nó đang quan sát ảnh dưới một góc trông, chính là năng suất phân ly của mắt. Thế thì chúng ta giả sử hai cái điểm mà có khoảng cách ngắn nhất mà mắt của chúng ta còn phân biệt được khi mà nhìn qua kính là A và B. Vậy thì khi mà qua kính thì ảnh của hai điểm AB đó của chúng ta là A', B'. Và mắt của chúng ta đang quan sát ở trạng thái điều tiết tối đa. Thế nên ảnh A', B' đó nó đang nằm ở điểm cực gì? Điểm cực cận, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ có như sau. Giả sử đây là mắt của chúng ta này. Mắt. Đây là quang tâm của mắt O này. Chúng ta đang quan sát vật của chúng ta ở cái trạng thái, quan sát ảnh của vật của chúng ta ở cái trạng thái là điều tiết tối đa. Thế nên là cái ảnh A', B' chúng ta đang nằm ở OC cận, đúng không? Đây là A', B'. Đây là ảnh nhá, chứ không phải là vật đâu. Chúng ta nhìn ảnh mà. Đấy, và A', B' chúng ta đang nằm ở điểm gì? O ở điểm C cận. Đấy. OC cận này người ta cho bằng 15cm, đúng không? Thế thì do A', B' của chúng ta nó chính là ảnh của hai cái điểm mà có khoảng cách ngắn nhất trên vật mà chúng ta có thể nhìn được. Do đó mà mắt của chúng ta đang nhìn cái ảnh A', B' này của chúng ta dưới cái góc trông nhỏ nhất mà chúng ta còn phân biệt được chính là năng suất phân ly của mắt. Đây chính là epsilon. Và epsilon này chính là cái góc mà chúng ta cần tìm. Do thầy vẽ như thế này thôi, còn thực ra epsilon của chúng ta nó rất là nhỏ.
Do đó epsilon mà chúng ta cần tính nó xấp xỉ với tan của epsilon. Và epsilon chúng ta tính bằng radian, đúng không? Các góc mà nhỏ thì góc đó chúng ta, góc epsilon đó chúng ta xấp xỉ với tan epsilon, xấp xỉ với sin epsilon. Dùng cái gì cũng được. Và đây chúng ta sẽ có là bằng bao nhiêu? Tan epsilon bằng đối chia kề A phẩy B phẩy chia cho OC cận, đúng không? A phẩy B phẩy thì gấp 200 lần vật của chúng ta AB, đúng không nhỉ? Bởi vì là khi mà chúng ta quan sát ở đây thì khi quan sát ở cái trạng thái điều tiết, mắt điều tiết tối đa thì số phóng đại ảnh của chúng ta nó bằng 200. Vậy đây sẽ là bằng 200 nhân AB. Đấy, gấp 200 lần AB chia cho OC cận. Thế số vào. Chúng ta có đây là bằng 200 này. AB của chúng ta là bằng bao nhiêu? Đổi ra mét hết nha. 0,3. Đây này. AB đấy. Nhân với 10 cũng trừ 6. Chia cho 0,15. Đổi ra mét hết. Và chúng ta thấy rằng cái thằng này nó xấp xỉ bao nhiêu? 200 nhân với 0,3 nhân 10 cũng trừ 6 chia cho 0,15. Ra 4 nhân 10 cũng trừ 4, không phải xấp xỉ mà bằng trực tiếp luôn. 4 nhân với 10 ngũ trừ 4 mà dĩ nhiên đơn vị của chúng ta đây là radian. Được chưa? Đấy, vậy kết quả ở đây chúng ta lựa chọn nó là 4 nhân 10 cũng trừ 4 là gì? Các bạn hiểu cách làm chưa? Chúng ta cùng chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề dao động cơ. Nội dung câu hỏi của chúng ta như sau. Hai điểm M và N chuyển động tròn đều cùng chiều trên đường tròn tâm O bán kính R lớn hơn 0 với cùng một tốc độ dài V bằng 1 mét trên giây. Biên MON bằng 30 độ. Gọi K là trung điểm của MN. Hình chiếu OK xuống một cái đường kính của đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kỳ xấp xỉ là bao nhiêu? Chúng ta thấy rằng là do MN chúng ta chuyển động tròn đều cùng chiều lại còn có cùng với một cái tốc độ dài. Thế nên là bọn chúng cũng chuyển động với cùng một tốc độ góc. Do đó M và N chúng ta luôn cách nhau một đoạn không đổi, hay là góc M và N chúng ta luôn bằng 30 độ. Do đó mà trung điểm K của đoạn MN chúng ta khi MN di chuyển cũng chuyển động tròn đều, nhưng mà trên một cái đường tròn khác. Đấy, đường tròn nét đứt mà thầy vẽ ở đây, đúng không? Và đường tròn này chúng ta có bán kính, thầy gọi đây là A đi. Đấy, bán kính của chúng ta đây chính là A. OA chúng ta chính là bằng OK. Đấy, OK chúng ta chính là bằng A. Được chưa? Vậy thì khi mà hình chiếu K của chúng ta xuống một cái đường kính nào đó của đường tròn này, giả sử là thầy chiếu trên cái đường kính có cái trục mà đi qua đường kính này, chúng ta là trục OX đi, đúng không? Thì rõ ràng là hình chiếu này chúng ta sẽ dao động điều hòa với biên độ là bằng A. Đấy, biên âm, biên dương của chúng ta đây. Biên âm, biên dương. Đây là vị trí cân bằng của hình chiếu của K xuống cái đường kính này. Thế thì bây giờ chúng ta cần tính tốc độ trung bình của K, đúng không? Vậy thì chúng ta có V trung bình. Ở đây là xét trong một chu kỳ T. Dĩ nhiên chúng ta được học rồi. Quãng đường đi được dĩ nhiên là 4A. Khoảng thời gian đây là một chu kỳ T. Vậy chúng ta chỉ cần tính A tính T là xong. Thì A chúng ta nhìn vào hình vẽ chúng ta dễ dàng thấy. A của chúng ta đây chính là OK. Xét tam giác OKN, đúng không? Vậy thì OK của chúng ta là một cạnh một cạnh góc vuông. Dĩ nhiên cái tam giác này chúng ta vuông tại K rồi, đúng không? Và OK chúng ta là một cạnh của tam giác vuông. Và chúng ta sẽ có OK là bằng chúng ta có góc này bằng 15 độ. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có OK là bằng ON nhân với cốt của 15 độ. Đấy, vậy thì A của chúng ta ở đây chính là bằng ON tức là R nhân với cốt của 15 độ. Rồi, thế chu kỳ T của chúng ta là gì? Nó chính là cái khoảng thời gian mà cái điểm pha K của chúng ta nó chạy một vòng tròn, đúng không? Đấy, chúng ta làm như thế cho nó nhanh. Vậy thì K của chúng ta khi mà chạy một vòng tròn thì M và N của chúng ta cũng chạy một vòng tròn. Nói cách khác là chu kỳ quay của K và chu kỳ quay của M và N chúng ta là bằng nhau. Vậy thì chúng ta có chu kỳ T ở đây chính là bằng khoảng thời gian mà M hoặc là N của chúng ta quay một vòng tròn, chạy một vòng tròn. Và khoảng thời gian để chạy một vòng tròn sẽ là bằng quãng đường của một vòng tròn của chúng ta là 2πr.
đúng không? Thế mà tốc độ dài người ta cho chúng ta là V đây rồi. Đấy, vậy chúng ta chia cho V đây. Vậy thì cuối cùng là cái công thức này chúng ta sẽ là bằng 2, đúng không nhỉ? V chúng ta nhân lên, đấy, 2V cos của 15 độ. Được chưa? Chia cho pi. R chúng ta triệt tiêu đi. Thì đây chính là cái công thức cuối cùng. Và bây giờ chúng ta thế số vào, chúng ta ra xấp xỉ bao nhiêu? 2 nhân với 1 nhân với cos của 15 độ chia cho pi. Đấy, và chúng ta ra là chính xác là bằng bao nhiêu? Căn 6 cộng với căn 2 chia cho 2pi. Đấy, và chúng ta ra xấp xỉ đây là bằng 60,6149 nhân đơn vị là mét trên giây. Đáp án chúng ta đây là tính theo gì? Bao nhiêu? Cm trên giây. Xin lỗi các cái đơn vị của chúng ta đây là gì? Cm trên giây nhá. Đấy, và chúng ta thấy xấp xỉ là C, đúng không? Chúng ta sẽ phải đổi ra cm trên giây, và đây là xấp xỉ là bằng 61,5 cm trên giây. Đó là đáp án của chúng ta. Rồi, chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề sóng cơ. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với tần số là 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 25 và 20,5 cm, đang dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực còn có đường trung trực AB đấy, còn có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách A một khoảng là L, thỏa mãn là CA vuông góc với AB và C dao động với biên độ cực đại. Bài hỏi chúng ta là giá trị lớn nhất của L gần với giá trị nào sau đây? Thế ở đây chúng ta phải đi xác định bước sóng đầu tiên. Thì cái thông tin về điểm M là giúp cho chúng ta xác định được bước sóng. Điểm M cách AB lần lượt là 25 và 20,5 cm, và nó dao động với biên độ cực đại. Tức là M của chúng ta sẽ thuộc một dãy cực đại nào đó, đúng không nhỉ? Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Thế nên là M của chúng ta là nó thuộc dãy cực đại thứ 3 tính từ đường trung trực đi ra. Do đó mà D1 trừ D2 trị đối hay là MA trừ MB trị tuyệt đối. Ở đây sẽ là MA trừ đi MB. Bởi vì MA lớn MB. Sẽ là bằng cái dãy cực đại mà điểm M nằm trên, tức là thứ 3 mà chúng ta vừa biện luận được, nhân với lambda. Và từ đây dễ dàng chúng ta suy ra được lambda bằng MA trừ đi MB chia 3. Chính là bằng 4,5 chia 3 bằng 1,5. cm. Đấy. Vậy thì cả cái câu số 2 là giúp cho chúng ta tính bước sóng. Bây giờ chúng ta bỏ câu đấy đi. Bây giờ chúng ta xét tới điểm C. Điểm C là điểm mà có cái tính chất hình học là nó nằm trên cái đường vuông góc với AB tại A, đúng không nhỉ? Đấy, CA vuông góc AB này tại A này. Đó. Và C của chúng ta cách A một khoảng là L. Và C của chúng ta dao động với biên độ cực đại. Do đó C của chúng ta quỹ tích của nó sẽ là những cái điểm giao điểm của các cái dãy cực đại hyperbol cực đại với cái đường thẳng D nào đó đi qua với cái đường thẳng D mà nó vuông góc với AB tại A. Vậy thì điểm C của chúng ta là những cái điểm như sau. Chúng ta vẽ hình này. Chúng ta có AB. Được chưa? Chúng ta vẽ đường trung trực này. Vẽ đường trung trực AB. Quỹ tích của điểm C của chúng ta nó sẽ phải nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A. Được chưa nhỉ? Rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là điểm C của chúng ta phải là giao điểm với các đường hyperbol cực đại. Các hyperbol cực đại phía bên phải của đường trung trực, chúng ta thấy rằng nó không thể cắt được cái đường thẳng D này, đúng không? Các hyperbol cực đại phía bên trái thì luôn cắt. Và chúng ta sẽ thấy rằng là hyperbol cực đại số 1 đây. Đấy. Đây là dãy hyperbol cực đại số 1. Dãy hyperbol cực đại số 2, vẽ cách tương đối thôi, tượng trưng thôi.
đây số 2. Vân vân, chúng ta còn rất nhiều những dãy cực đại khác chúng ta có thể tính ra được ở đây. Đó là AB chia lambda đấy phần nguyên đấy. Và đây là dãy cực đại ngoài cùng này. Được chưa? Đấy, đây chính là K cực đại mắc. Và chúng ta thấy rằng điểm C của chúng ta là những điểm như thế này. Đây, đây rất nhiều nữa này. Đấy, còn rất nhiều các hiệu bồn cực đại ở đây nữa. Các dãy cực đại đây. Đấy, bao nhiêu thì chúng ta có thể tính được cái cực đại mắc đấy, đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng là cái điểm C dao động với biên độ cực đại là nó nằm trong một những điểm ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta cần tìm cái điểm C mà nó cách A, tức là L chúng ta lớn nhất. Và chúng ta thấy rõ ràng điểm C mà chúng ta cần tìm là đây hoặc đây. Đấy, trên dưới như nhau, tính chất đối xứng. Vậy thì điểm C mà chúng ta cần tìm là điểm này. Đúng không? Cách gì? Cách A chúng ta một đoạn là lớn nhất. Và chúng ta có CA chính là đoạn mà chúng ta cần tìm ở đây. Và điểm C thuộc dãy cực đại số 1. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là C sẽ thuộc dãy cực đại số 1 tính từ đường trung trực đi ra. Đấy, vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được CA trừ đi CB trị tuyệt đối. Và chúng ta nhìn hình chúng ta thấy là đây chính là CB trừ đi CA. CA chính là L đấy nha. Chính là bằng dãy cực đại mà nó nằm trên, tức là 1 nhân với lambda. Đấy. Theo tính chất hình thì chúng ta có tam giác ABC vuông tại A. Thế nên chúng ta cũng có CB bình trừ đi CA bình là bằng AB bình. Đây chính là hằng thức đáng nhớ này. Chúng ta lấy thằng này chia cho thằng này, đúng không? Và chúng ta sẽ có được CB cộng với CA bằng AB bình phương chia lambda. Đấy, và từ đây dễ dàng chúng ta lấy trừ từng vế phương trình 3 và phương trình 1, chúng ta sẽ có là 2CA. 2CA tức là 2L đấy. Bằng AB bình phương chia lambda trừ đi lambda. Đấy, vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được L mà chúng ta cần tính sẽ là bằng L sẽ là bằng AB bình phương chia cho lambda trừ đi lambda chia cho 2. Đấy, và chúng ta ra kết quả ở đây sắp xỉ rồi. Ở máy tính là xong. 8 bình này chia cho 1,5 trừ đi 1,5 chia cho 2 bằng 20,58, sắp xỉ 20,58. Đấy, và chúng ta thấy nó sắp xỉ với 20, gì? Gần nhất sẽ là 20,6, đúng không? Đấy, bài toán này người ta có thể hỏi chúng ta không phải là gần nhất mà hỏi là sắp xỉ với giá trị nào sau đây cũng được. Và chúng ta đã giải xong một câu liên quan tới giao thoa sóng. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề điện xoay chiều. Và đây là câu hỏi về truyền tải điện năng đi xa. Câu hỏi chúng ta có nội dung như sau. Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện có công suất không đổi. Bài này công suất là không thay đổi. Đến một khu công nghiệp bằng một đường dây tải điện một pha. Nếu như điện áp hiệu dụng truyền đi là U và ở khu công nghiệp của chúng ta lắp một máy hạ áp lý tưởng có hệ số biến áp là 54 thì đáp ứng được 12/13 nhu cầu sử dụng điện ở khu công nghiệp. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha. Bài hỏi chúng ta là muốn cung cấp đủ điện năng cho khu công nghiệp. Với điện áp truyền đi bây giờ là 2U thì ở khu công nghiệp của chúng ta phải dùng máy hạ áp lý tưởng có hệ số biến áp là như thế nào? Ở đây thầy kẻ sơ đồ truyền tải điện năng của chúng ta như ở đây nhá. Chúng ta có nhà máy phát điện này và chúng ta truyền cái điện áp mà truyền tải đây là U, đúng không? Thì cái độ sụt áp trên cái đường dây chúng ta gọi là UR đi. Đấy, đây chính là điện trở R này. Hai cái dây này chúng ta có điện trở R. Hai dây truyền tải điện năng của chúng ta đấy. Và cuối đường dây của chúng ta có U tiêu thụ, đúng không? Và chúng ta có luôn có đó là U bằng UR cộng với U tiêu thụ. Chúng ta duỗi mạch này ra là chúng ta thấy điều đó. Bởi vì người ta cho U y cùng pha. Thế nên chúng ta có cái điều này. Thế đây chúng ta không nối trực tiếp tới khu công nghiệp luôn. Bởi vì có thể cái U tiêu thụ này chúng ta nó quá lớn. Thế nên là nếu như chúng ta mắc trực tiếp với các cái máy trong khu công nghiệp này thì khiến cho các máy chúng ta có thể bị cháy. Do đó chúng ta phải dùng một cái máy gọi là máy hạ áp.
rồi chúng ta mới lấy điện áp hạ đi rồi, chúng ta mới mắc vào các cái máy trong khu công nghiệp này, đúng không nhỉ? Đấy, và thầy gọi các cái máy trong khu công nghiệp này của chúng ta dùng chung với một cái điện áp, đó là điện áp hiệu dụng, đó là U0. Vậy thì chúng ta sẽ luôn có đó là U tiêu thụ, U nơi tiêu thụ đấy, có nghĩa là U cuối đường dây của chúng ta này, chia cho U0 chính là bằng hệ số của máy biến áp K, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ giải bài toán này bằng cách chúng ta kẻ bảng đi cho nó đơn giản. Chúng ta luôn có đó là U bằng UR cộng U tiêu thụ, trong trường hợp này UI cùng pha. Và một điều nữa luôn đúng đó là công suất truyền tải, công suất của nhà máy phát điện của chúng ta truyền tải đi này luôn bằng P hao phí cộng với công suất của nơi tiêu thụ, đúng không nhỉ? Vậy thì để cho dễ dàng thì chúng ta sẽ định lượng cho U truyền tải trong trường hợp đầu tiên. Chúng ta đây kẻ hai hàng. Đấy, đây trường hợp đầu tiên này, chúng ta truyền tải với điện áp là U. Còn bên dưới đây là chúng ta truyền tải với điện áp lúc sau là 2U. Thế để cho đơn giản thì chúng ta gọi cái U này, định lượng cho U này luôn bằng 1. Đấy. Vậy thì cái điện áp truyền tải lúc sau là gì? Là 2. Được chưa? Thế để cho đơn giản hơn nữa thì chúng ta gọi công suất truyền tải, chúng ta định lượng cho nó là bằng 1. Và cả hai trường hợp này của chúng ta là không thay đổi. Đấy. Công suất truyền tải chúng ta là không thay đổi. Thế thì trong cái tình huống đầu tiên này của chúng ta, P truyền tải của chúng ta thì luôn tính bằng công thức đó là P bằng UI cốt phi. Thế mà bài này UI chúng ta cùng pha nên cốt phi của chúng ta bằng 1. Thế nên P luôn bằng U nhân Y. Thế trong cái trường hợp truyền tải đầu tiên thì U chúng ta bằng 1 rồi, P của chúng ta bằng 1 rồi. Thế nên Y của chúng ta trong trường hợp này là bằng 1. Đấy, trường hợp đầu tiên này, Y này của chúng ta sẽ làm sao? Bằng 1. Đấy. UR của chúng ta thì luôn tính bằng công thức đó là Y nhân với R, đúng không? Thế nên là trong cái trường hợp đầu tiên này, khi truyền điện áp truyền đi là U, thì UR này chúng ta đang bằng 1 nhân với R là bằng R. Được chưa? U tiêu thụ của chúng ta bây giờ là bằng bao nhiêu? Dĩ nhiên là sẽ là bằng U trừ đi UR bằng 1 trừ đi R, sẽ là 1 trừ đi R. Ngoài ra bài lại còn cho chúng ta biết thêm thông tin, đó là trường hợp đầu tiên này chúng ta đang sử dụng cái máy biến áp, máy hạ áp có hệ số là K bằng 54. Do đó U tiêu thụ chúng ta trong trường hợp đầu này đang bằng 54 U0, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ biết đây là bằng 54 U0. Đấy, thì đây là tình huống đầu tiên. Thì chúng ta xét sang bên này đi. P hao phí của chúng ta, có nghĩa là cái P tỏa nhiệt trên cái đường dây này của chúng ta này, P hao phí. Công thức tính là bằng Y bình phương nhân với R, đúng không? Thế nên là chúng ta có đây là 1 bình phương nhân R, đây là R. Đấy. Thế nên là công suất truyền tới nơi tiêu thụ của chúng ta chỉ còn là 1 trừ R thôi. Đấy, và người ta nói là đáp ứng được 12/13 nhu cầu sử dụng điện ở khu công nghiệp. Vậy chúng ta gọi đây là 12/13 P0. Chúng ta gọi công suất sử dụng ở khu công nghiệp này của chúng ta là P0. Đấy, thì chúng ta có cái phương trình như đây. Bây giờ chúng ta xét trường hợp 2. Trường hợp 2 thì U của chúng ta là bằng 2, P chúng ta vẫn bằng 1. Thế nên là dòng điện trong mạch của chúng ta lúc này Y là bằng 1/2. Y của chúng ta lúc này 1/2. Đấy, do đó mà chúng ta sẽ có UR bằng Y nhân R lúc này sẽ là bằng R chia 2. Đúng không? Đấy, Y nhân R chia 2. Vậy thì cái U tiêu thụ của chúng ta lúc này sẽ là bằng 2 trừ đi R chia 2, đúng không? Và lúc này thì người ta nói rằng là đang sử dụng cái máy biến áp có hệ số biến áp là bao nhiêu, chúng ta gọi là X đi. Đấy, vậy thì chúng ta có trong tình huống này U tiêu thụ bằng X nhân với U0. Đấy, đây sẽ là X nhân U0 và X là cái mà chúng ta cần tìm. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta xét sang bên này, P hao phí của chúng ta đây sẽ là bằng Y bình phương nhân với R, tức là R chia cho 4. Đúng không? Đấy. Và P tiêu thụ chúng ta bây giờ chỉ còn là 1 trừ đi R chia 4. Và lúc này thì đáp ứng được nhu cầu tại khu công nghiệp, tức là bằng P0. Vậy thì ở đây chúng ta chia từng vế cho nhau, thì chúng ta sẽ tính được R. Đấy, từ đây chúng ta rút ra được.
R sẽ là bằng. Đấy, chúng ta sẽ có là hai thằng này chúng ta chia từng vế cho nhau và chúng ta sẽ tính ra được R ở đây là bằng P0 trừ tiêu đi nhá, chia từng vế đấy. 1 trừ R chia cho 1 trừ R trên 4 bằng 12 phần 13 và chúng ta sẽ có R ở đây là bằng 0,1. Đấy. Rồi chúng ta lại thế vào đây thì chúng ta có ở đây là 1 trừ 0,1 là bằng 0,9 đúng không? Bằng 54U0. Đấy, chúng ta thế vào đây. 2 trừ đi 0,1 chia cho 2. Đấy, bằng 1,95. 1,95 bằng x nhân U0. Đấy, và từ đây chúng ta xác định được, không phải xác định U0 mà chúng ta đi xác định x được bằng bao nhiêu? 1,95 chia cho 0,9 nhân với 54 bằng 117. Đấy, x của chúng ta bằng 117. Đấy, thì bài này chúng ta nên định lượng cho U và cho P thì khi giải chúng ta sẽ thấy đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, và cách giải kẻ bảng này cũng rất là thuận tiện trong những cái trường hợp mà bài toán của chúng ta nó liên quan tới nhiều thông tin trong cái sự truyền tải điện năng. Được chưa? Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Và đây chúng ta chọn là gì? C. Được chưa nhỉ? Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cũng đến với một câu hỏi thuộc chuyên đề sóng ánh sáng. Câu hỏi này là hỏi về tán sắc ánh sáng. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Chứa một tia sáng rất hẹp gồm hai tia đơn sắc màu đỏ và màu tím từ không khí vào một chậu nước với góc tới là 30 độ. Chậu nước có đáy là gương phẳng nằm ngang, quay mặt phản xạ về phía mặt nước. Biết nước trong chậu có độ sâu 10 cm, chiết xuất của nước đối với ánh sáng màu đỏ là 1,32 và đối với ánh sáng màu tím là 1,34. Vậy hỏi chúng ta khoảng cách từ tia màu đỏ đến tia màu tím khi mà chúng ló ra khỏi mặt nước là bao nhiêu? Thế đây chúng ta phải nhớ lại cái hiện tượng tán sắc trong bài này. Chúng ta chiếu một cái ánh sáng, một cái tia ánh sáng hẹp gồm hai thành phần đơn sắc đỏ và tím tới mặt nước của chậu nước. Thì khi đi vào trong nước, bọn chúng sẽ bị tán sắc ra thành tia màu đỏ và tia màu tím theo định luật khúc xạ ánh sáng. Đấy, chúng ta có sin y bằng n tím nhân với sin r tím, sin y bằng n đỏ nhân sin r đỏ. Thế nên chúng ta có r đỏ r tím tính bằng những công thức như ở đây, đúng không? Đây là theo định luật khúc xạ ánh sáng. Thế chúng ta thấy rằng các cái tia này chúng ta sẽ đến đáy của chậu nước và đáy chậu nước đặt gương. Đấy, và cái mặt gương của chúng ta nó hướng về cái phía mặt nước. Thế nên là các cái tia này chúng ta nó bị phản xạ, bị hất lên mặt nước. Và tới mặt nước thì bọn chúng lại bị khúc xạ. Thì chúng ta dễ dàng chứng minh được là các cái góc ló ra khỏi mặt nước của chúng ta ở đây, của tia đỏ, tia tím ở đây là bằng với góc tới y này, đúng không? Tức là hai tia này chúng ta nó sẽ song song với nhau. Chúng ta chứng minh rất dễ thôi. Chẳng hạn chúng ta chứng minh đối với tia tím thì chúng ta sẽ có là sin y bằng n tím sin r tím. Đấy, ở đây chúng ta lại có là sin y phẩy đi, gọi góc này góc y phẩy chẳng hạn nhá. Thì chúng ta có sin y phẩy bằng gì? Bằng n tím nhân với sin r tím. Tại sao đây là r tím? Bởi vì theo cái, đây là phản xạ mà. Thế nên chúng ta có đây là góc r tím này. Thì góc này góc r tím so ra trong. Đấy, đây là phản xạ, thế nên là góc tới và góc phản xạ của chúng ta là nó bằng nhau. Và rõ ràng so ra trong đây nữa thì đây là r tím, đây là r tím. Đúng không nhỉ? Có nghĩa là bọn chúng sẽ rất là gì đấy? Đối xứng qua cái pháp tuyến ở đây. Đấy, vậy thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là y bằng y phẩy. Tức là các cái góc ló ra của chúng ta ở đây cũng là góc tới cả. Đấy, vì vậy mà các cái tia mà bị ló ra khỏi mặt nước sẽ song song với nhau. Và bây giờ chúng ta cần tính khoảng cách của hai cái tia đỏ và tím ló ra khỏi mặt nước ở đây. Thế ở đây chúng ta có góc này góc y này, góc này góc y rồi. Đấy, khoảng cách thì chúng ta hạ cái đường hạ một cái đường vuông góc từ cái điểm đỏ phẩy này đấy xuống cái tia ló tím của chúng ta ở đây. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta cần tính cái d này, đúng không? Thế ở đây chúng ta thấy là cái góc này rõ ràng đây là chúng ta hạ vuông góc, thế nên chúng ta có cái góc y này cộng với góc này này. Chúng ta gọi góc alpha này đi này. Đấy, sẽ là bằng 90 độ. Thế mà góc alpha này cộng với góc này cũng là bằng bằng 90 độ, thế nên góc này của chúng ta cũng là góc y. Đấy, góc này góc y. Chúng ta xét cái tam giác này. Đúng không? Chúng ta gọi đây là H đi chẳng hạn. Chúng ta xét tam giác là HT phẩy đỏ phẩy vuông tại H. Vậy thì D của chúng ta ở đây sẽ là bằng T phẩy đỏ phẩy nhân với cos y. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có D cần tìm bằng T phẩy đỏ phẩy nhân với cos y. Thế mà chúng ta dễ dàng thấy rằng đó là y t phẩy gấp đôi ô t. Y đỏ phẩy gấp đôi ô đỏ, đúng không? Đấy, phản xạ mà. Do đó chúng ta có t phẩy đỏ phẩy gấp đôi
TD, đúng không? Gấp đôi TD. Vậy chúng ta có bằng tiếp là bằng D, chúng ta còn có thể tính bằng thức đó là 2T đỏ nhân với cos Y. Được chưa? Cos Y thì cho rồi, góc tới. Vậy bây giờ chúng ta cần tính T đỏ. T đỏ thì chúng ta nhớ công thức cho thầy, đó là nhìn vào cái tam giác OIT này, chúng ta thấy rằng là OT thì là bằng tan của R tím nhân với độ sâu của nước nhân với H, tức là OI của chúng ta ở đây. O đỏ thì là bằng tan của R đỏ nhân với nhân với H. Vì vậy mà chúng ta có T đỏ sẽ là bằng O đỏ trừ đi O tím, và chính là bằng H nhân với tan R đỏ trừ đi tan của R tím. Thì những cái công thức này là khi mà chúng ta học là chúng ta phải nhớ. Bạn nào học Ben C các bạn thấy rằng là thầy đã chứng minh công thức này rất là kỹ rồi. Và yêu cầu các em là khi gặp bài toán như thế này là chúng ta sẽ ốp công thức thôi. Chứ lúc này không có vẽ hình mà chứng minh lại nữa thì rất là mất thời gian. Đấy, đề thi của chúng ta cái thời gian không có nhiều, mà chúng ta lại ngồi mà chứng minh những cái bài toán quen thuộc như thế này thì không cần thiết. Mà chúng ta phải nhớ công thức, đúng không? Còn gọi là công thức tính nhanh đấy. Vậy thì ở đây chúng ta nhớ công thức này cho thầy nhá. Vậy thì bài này chúng ta phải nhớ công thức. Đây thầy chứng minh lại cho các em thôi. Còn các em phải nhớ công thức và chúng ta ốp luôn. Đó là D cần tìm sẽ là bằng 2 nhân với T đỏ, công thức của chúng ta đây là H, nhân với đóng mở ngoặc tan của R đỏ trừ đi tan của R tím. Tan R đỏ chúng ta chính là sin mũ trừ 1, tức là máy tính chúng ta ấn là shift sin đấy. Của sin Y, tức là sin của 30 độ 1 phần 2 chia cho N đỏ. N đỏ chúng ta bằng 1,32, đúng không? N đỏ chúng ta lại trừ tiếp đi tan của R tím. R tím chúng ta là bằng sin mũ trừ 1 của gì? Sin Y chia cho N tím, đúng không? Đấy, thì chúng ta đang có là 2 nhân với T đỏ, chúng ta thiếu nốt đó là cos Y nữa là xong. Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta ấn máy tính, nếu như thích một công thức thì chúng ta nhập đúng như thế này vào, được không? Nhập phải chuẩn. Nếu nó bị mất một cái chỗ dấu ngoặc này là các bạn phải ấn cho nó cẩn thận nhá, chứ không thì không ra được kết quả. Vậy ở đây chúng ta có đáp án là bằng xấp xỉ 1,42 mm nhá. Đấy, nhớ là mm. Cái H này người ta cho là bằng 10 cm, chúng ta đổi ra mm bởi vì là ở đây chúng ta thấy có đáp án như vậy. Đó, thì chúng ta đã giải xong một câu hỏi cũng khá là quen thuộc liên quan tới phần tán sắc ánh sáng trong chuyên đề sóng ánh sáng của chúng ta. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thuộc chuyên đề lượng tử ánh sáng. Và đây là câu hỏi liên quan tới mẫu nguyên tử Bo. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Trong mẫu nguyên tử Bo thì electron trong nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo rừng có bán kính là Rn bằng N bình R0. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo rừng thứ M về quỹ đạo rừng thứ N thì bán kính giảm bớt 21R0 và chu kỳ quay của electron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Bài hỏi chúng ta quỹ đạo rừng thứ M có tên là, tức là chúng ta phải xác định xem quỹ đạo rừng thứ M chúng ta là quỹ đạo thứ bao nhiêu tính từ tâm hạt nhân của chúng ta đi ra. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà E của chúng ta chuyển động từ M về N thì bán kính giảm bớt 21R0. Vậy thì chúng ta sẽ có là RM. Đây là bán kính trên quỹ đạo rừng thứ M trừ đi RN. Đây là bán kính trên quỹ đạo rừng thứ N bằng 21R0. Đúng không? Ngoài ra chúng ta lại có tiếp đó là chu kỳ quay của electron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Thế đây chúng ta lập tỷ số đi. Chúng ta có là ban đầu chu kỳ quay là TM. Đấy. Lúc sau chu kỳ quay của electron chung quanh hạt nhân của chúng ta là TN. Đúng không nhỉ? Thế ban đầu chúng ta gọi là 100%. 100% đi. Thế lúc sau thì chỉ còn lại bao nhiêu? Không phải là còn lại 93,6% đâu nhá, mà đấy là giảm bớt mất 93,6%, tức là còn lại bao nhiêu? 6,4% so ban đầu bằng 6,4%. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu đây? 100 chia 6,4 bằng 125.
chia cho 8. Rõ ràng là chúng ta đang cần xác định RM. RM thì chúng ta phải tìm được quan hệ, phải nhớ lại được quan hệ của chu kỳ electron chung quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo của nó. Đấy, thì chúng ta nhớ cho thầy này, tốc độ dài của electron chung quanh hạt nhân của chúng ta sẽ là bằng, chúng ta nhớ, bằng căn bậc 2 của 9 x 10 9 tức là K, nhân với điện tích của điện tử E bình phương chia cho khối lượng của điện tử, nhân với bán kính quỹ đạo mà nó đang quay quanh, đúng không nhỉ? Thế từ đây dễ dàng chúng ta sẽ viết lại được công thức tính chu kỳ theo bán kính quỹ đạo T. Chu kỳ là khoảng thời gian mà điện tử chúng ta quay xung quanh hạt nhân một vòng. Mà một vòng, chu vi quãng đường sẽ là 2πr, đúng không? Bây giờ chúng ta chia cho tốc độ dài. Đấy, và chúng ta sẽ có công thức ở đây sẽ là bằng căn bậc 2 của m 2r 2π, chúng ta viết ra ngoài nha. 2π này chúng ta thấy là nó không quan tâm lắm. Đấy, bây giờ chúng ta chia cho v. Vậy thì cái kia sẽ là m này, đây là r mũ 3 này. Đúng không? Đấy, chia cho k e bình. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng rõ ràng chu kỳ quay của điện tử xung quanh hạt nhân nó sẽ tỷ lệ, viết này là tỷ lệ nha, hoặc là dỗ ngã được, các bạn thích viết như nào cũng được, căn bậc 2 của R mũ 3. Đấy, thì đây là cái quan trọng để chúng ta lắp ở đây. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là bằng căn bậc 2 của RM mũ 3 chia cho RN mũ 3. Được chưa nhỉ? Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được RM chia cho RN của chúng ta sẽ là bằng, RM chia RN sẽ là bằng, và bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ có là bằng, tính ra thôi, 125 chia 8 này, chúng ta bình phương lên, rồi chúng ta căn bậc 3, bằng 25/4. 25/4. Vậy chúng ta thấy rằng là nó có thể đang là các quỹ đạo dừng nào ứng với M và N, có thể là 25R0 chia cho 4R0, đúng không? Và cũng có thể là bao nhiêu? Đây là quỹ đạo dừng thứ 5 này, đây thứ 2 này, đúng không? Từ 5 về 2. Rồi chúng ta có thể nhân cả tử và mẫu với 4, đúng không nhỉ? Nhân với những số chính phương, các bạn nhớ chưa? Thì sẽ ra được cái quỹ đạo dừng mà chúng ta thấy rằng nó tồn tại. Chúng ta nhân 4 thì đây sẽ là 100R0. Đấy, chia cho 4 đây là 16R0. Tức là M xuống N chúng ta đây là từ đâu? Từ 10 về 4, đấy, vân vân. Còn rất nhiều số nữa. Đấy, chúng ta nhân cả tử và mẫu đây với 9 thì cũng lại ra, đúng không? Nhân với 16 cũng lại ra, đúng không? Còn nhiều. Tuy nhiên là chúng ta thấy này, cái bán kính của chúng ta được giảm bớt bao nhiêu đấy? 21R0. Đấy, vì vậy chúng ta thấy rằng là cái cặp này là ok này. Đấy, còn nếu như người ta nói rằng đây là cái bán kính này giảm bớt bao nhiêu? 84R0 thì chúng ta lại chọn cặp này. Hiểu chưa nhỉ? Vậy chúng ta thấy rằng là vậy thì RM chúng ta bằng 25R0. Tức là quỹ đạo M chúng ta là thứ gì? M là bằng 5. Đấy, và N chúng ta đây là bằng 2. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy là thứ 5 là thứ bao nhiêu? Là tên là gì? Chúng ta đếm là K, L, M, N, O. Đúng không nhỉ? Thứ 5 là O. Vậy chúng ta chọn là D. Rồi, chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với câu hỏi về phản ứng hạt nhân trong chuyên đề hạt nhân nguyên tử. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Người ta dự định xây một nhà máy điện nguyên tử có công suất bằng công suất tối đa của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà máy thủy điện Hòa Bình chúng ta có công suất tối đa là 1,92 triệu kW. Giả sử các lò phản ứng dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân urani 235 với hiệu suất là 20% và trung bình mỗi hạt urani phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Coi khối lượng nguyên tử tính theo U thì bằng số khối của nó. Khối lượng của urani 235 nguyên chất cần cho các lò phản ứng trong một năm 365 ngày của cái nhà máy dự định xây này có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? Thế ở đây chúng ta thấy rằng
Đó là nếu như mà chúng ta xây được cái nhà máy điện nguyên tử hạt nhân này đấy, và chúng ta duy trì nó trong một năm cho nó hoạt động với công suất bằng công suất tối đa của nhà máy thủy điện Hòa Bình, thì trong một năm năng lượng điện mà nhà máy điện này của chúng ta, mà nhà máy điện nguyên tử hạt nhân này của chúng ta nó tạo ra được sẽ là chúng ta có công thức, đó là A sẽ là bằng công suất của nhà máy điện P, đúng không, nhân với khoảng thời gian đấy. Cái công suất của nhà máy điện nguyên tử này chúng ta xây dự định là có công suất là bằng 1,92 triệu kW. Đấy, vậy chúng ta có đây là 1,92 triệu là 10 mũ mấy? Triệu là 10 mũ 6. Kilo tức là 10 mũ 3, đúng không? 10 mũ 3. Nhân với delta T này là 1 năm. 1 năm chúng ta phải đổi ra giây. 365 ngày. 1 ngày là 24 giờ. Và 1 giờ là 3.600 giây. Được chưa nhỉ? Thế lát nữa thì chúng ta ấn một loạt nhá. Chúng ta cứ để công thức như vậy đã. Thế thì đây chính là cái điện năng mà nhà máy điện này của chúng ta nó cung cấp ra được ngoài thị trường. Tuy nhiên là cái năng lượng của urani mà chúng ta phải sử dụng mà nó đã tỏa ra nó lớn hơn. Bởi vì rằng chúng ta thấy rằng nhà máy này của chúng ta có hiệu suất là 20% thôi. Tức là nếu như mà những hạt urani này của chúng ta tỏa ra là 100 joule đấy, thì chỉ chuyển hóa thành điện năng là bao nhiêu thôi? 20%, tức là 100 thì chỉ chuyển hóa được 20 joule thôi, tức là mất 80 joule đi, nó là hao phí. Đấy, vậy thì chúng ta thấy rằng là hiệu suất H người ta cho chúng ta là bằng 20%. Đấy, thì nó chính là bằng cái điện năng thực sự mà chúng ta cung cấp ra ngoài thị trường chia cho cái năng lượng mà urani phân hạch tỏa ra, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được cái năng lượng urani phân hạch tỏa ra thực sự trong một năm sẽ là bằng A chia cho H, đúng không? A chia cho H. Đấy, H của chúng ta là bằng 20%, tức là bằng 0,2. Đấy, vậy chúng ta lấy thằng A này chúng ta chia cho 0,2. Vậy chúng ta đã có Q rồi nhá. Thế thì ở đây chúng ta lại có tiếp. Đó là cái năng lượng urani phân hạch này của chúng ta trong một năm tính bằng công thức gì? Thì dĩ nhiên là nó phân hạch từ các hạt urani. Mà mỗi một hạt urani thì tỏa ra 200 mep. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là bằng số hạt urani chúng ta cần sử dụng. Chúng ta gọi là N in hoa. Được chưa? Số hạt urani chúng ta cần sử dụng nhân với năng lượng của một hạt urani phân hạch. Đó là 200 mep, chúng ta phải đổi ra joule nhá. 200 đó là mep. Muốn đổi ra joule chúng ta nhân với 1,6 nhân với 10 ngũ trừ 13. Đúng không? Và từ đây chúng ta rút ra được N. Đấy, chúng ta lấy Q đã tính ở trên này này, chúng ta chia cho bọn này là chúng ta có được N. Thì chúng ta có được cái số hạt, chúng ta có được số hạt urani cần sử dụng, đúng không? Thế có được số hạt thì chúng ta suy ra số mol. Số mol bằng cách là chúng ta lấy số hạt, chúng ta chia cho số Avogadro NA đấy bằng 6,023 nhân với 10 ngũ 23. Đấy mà người ta đã cho chúng ta rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta tính được số mol. Thế mà bây giờ chúng ta phải tính khối lượng cơ. Thì chúng ta muốn tính khối lượng thì chúng ta lấy số mol, đúng không? Chúng ta lấy số mol, chúng ta nhân với khối lượng của một mol. Một mol thì nó nặng số khối gam, đúng không? Bởi vì người ta đã cho chúng ta khối lượng nguyên tử tính theo U thì bằng số khối của nó. Tức là một mol urani sẽ nặng 235 gam. Đấy, chúng ta sẽ nhân với gì? 235 ở đây. Và kết quả chúng ta sẽ ra đây là gam. Các bạn hiểu chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước một. Đầu tiên chúng ta tính điện năng một năm đưa ra thị trường sẽ là 1,92 này nhân với 10 ngũ 9 luôn này, nhân với 365 nhân với 24 nhân với 3.600. Đấy. Rồi chúng ta chia cho H, tức là chia cho 0,2 ra Q này. Rồi chúng ta chia cho 200, chia cho 1,6 nhân 10 ngũ trừ 13. Đấy. Thì chúng ta có được N. Rồi có được N chúng ta đi tính số mol. Chúng ta chia cho 6,02 nhân với 10 ngũ 23. Đấy, thì chúng ta có được số mol. Rồi chúng ta nhân với 235. Chúng ta có được khối lượng. Đấy, và thầy đã tính ra khối lượng ở đây. Xấp xỉ.
Chúng ta thấy đáp án là tính theo kg, thế nên chúng ta lại chia tiếp cho 1000 để ra được kg. Nó xấp xỉ ở đây là 3693, đúng không? Phẩy 17, cỡ như thế, kg. Đấy, vậy chúng ta thấy nó xấp xỉ với phương án nào, giá trị ở phương án nào? À, đó là D, 3700 kg. Ở đây gần bằng rồi, 3693 kg. Các bạn đã hiểu cách làm trong bài này chưa? Đấy, vậy thì chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với câu hỏi về giao thoa sóng ánh sáng. Nội dung câu hỏi chúng ta như sau. Trong thí nghiệm y ân về giao thoa ánh sáng, thì khoảng cách từ hai khe hẹp tới màn quan sát là 0,8m. Làm thí nghiệm với ánh sáng của bước sóng lambda, thì trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm O 2,7mm, có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm đi ra. Giữ cố định các điều kiện khác và giảm dần khoảng cách của hai khe, tức là giảm A. Đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3, đấy, M chúng ta sáng lần thứ 3, thì khoảng cách hai khe của chúng ta đã giảm đi 1/3mm. Bài hỏi chúng ta giá trị của bước sóng dùng cho thí nghiệm này là bao nhiêu. Thế ở đây chúng ta có cái sơ đồ ban đầu. Thì điểm M mà chúng ta đang xét là có vân tối thứ 5, đúng không? Thế điểm M chúng ta ban đầu ở đây. Đấy, chúng ta đang xét điểm M ở đây, có vân tối thứ 5. Và điểm M này là cố định nhá. Cái điểm tại đó là không thay đổi. Thế thì bây giờ chúng ta giảm A, thì rõ ràng rằng là các khoảng vân của chúng ta trên màn quan sát này sẽ bị thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Thì chúng ta phải nhớ về công thức của khoảng vân Y. Y là khoảng cách của các vân sáng, vân tối liên tiếp, đúng không? Y bằng lambda D chia cho A. Vậy rõ ràng là nếu như mà A nó giảm đi thì Y chúng ta sẽ tăng lên. Khoảng vân mà tăng lên thì chúng ta thấy rằng là do cái vân trung tâm này của chúng ta là không thay đổi. Thế nên các vân sáng, vân tối của chúng ta bây giờ nó bị giãn ra. Đấy, nó bị giãn ra, rời xa ô. Đấy, hiểu chưa nhỉ? Thế nên chúng ta thấy rằng là cái điểm M này ban đầu chúng ta là vân tối thứ 5. Thì sau khi mà chúng ta giảm dần A thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vân sáng thứ 4 nó nhảy vào đây. Và chúng ta thấy M của chúng ta nó sáng lên. Sau đó thì M chúng ta lại tối đi do tối thứ 4 nhảy vào. Rồi tiếp tục, M chúng ta lại sáng lên do sáng thứ 3 nhảy vào. Tức là M chúng ta sáng lần 2. Rồi tiếp tục, M chúng ta nó lại tối lần tiếp theo khi mà vân tối thứ 3 nhảy vào. Tiếp tục khi mà giảm A thì vân sáng thứ 2 lại nhảy vào. Và M của chúng ta sáng lần thứ 3. Đấy, và đến lúc đó thì khoảng cách của hai khe hẹp của chúng ta đã giảm đi 1/3mm. Các em đã hiểu cái thông tin mà bài đã đưa ra chưa? Và như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được. Vậy chúng ta kết luận đó là điểm M của chúng ta có khoảng cách XM, cách vân trung tâm của chúng ta là bằng bao nhiêu? 2,7mm. Ban đầu khi mà chúng ta chưa có giảm A đấy, thì nó có vân tối thứ 5, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ có XM chúng ta ở đây là bằng 4,5. Chúng ta nhớ trừ đi 0,5. 4,5 lambda D chia cho A. Đấy, được chưa nhỉ? Thế lúc sau khi mà M chúng ta sáng lần thứ 3, tức là vân sáng thứ 2 nhảy vào, đúng không nhỉ? Thì lúc này chúng ta có vân sáng thứ 2 đấy, nhân với lambda không thay đổi, D không thay đổi, nhưng mà A chúng ta đã bị giảm đi 1/3mm. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta giải quyết hai thằng này. Đấy, là chúng ta sẽ tính được thằng A, đúng không? Rồi chúng ta thế A vào và chúng ta chắc chắn sẽ tính được lambda, bởi vì D của chúng ta biết rồi, bằng 0,8m, đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ có là 4,5 nhân với A trừ đi 4,5 mà chia cho 3, đây là bằng trừ đi 1,5mm, sẽ là bằng 2A. Đấy, vậy thì A của chúng ta đây là bằng 1,5 chia cho 2,5 bằng 0,6mm. Đấy, có A này rồi thì chúng ta thế vào đây, đúng không? Và chúng ta giải phương trình này. Đấy, và chúng ta rút ra được lambda. Với D bài đã cho 0,8m, vậy thì chúng ta sẽ có lambda là bằng 2,7 này
đáp án chúng ta nó rời rạc thế này, chúng ta không cần đổi đơn vị đâu. 2,7 này chia cho 4,5 này, rồi chúng ta nhân với a bằng bao nhiêu? A chúng ta vừa tính là 0,6 này, chia cho 0,8. Đấy, và thầy ấn ra đây nó viết là bằng 0,45. Thì đáp án chúng ta chắc chắn là D, nhớ chưa? Hoặc chúng ta ấn máy tính khi mà không đổi đơn vị thì có thể nó ra là 450, 4500 hay là 0,45 gì đó. Thì chúng ta cứ nhìn cái số nào có 45 là đáp án, đúng không? Bởi vì đáp án chúng ta là các số nó khác nhau hoàn toàn. Vậy lambda của chúng ta đây là bằng 0,45 micromet. Đấy, vậy thì chúng ta chọn đáp án ở đây là D. Cái mấu chốt giải bài này đó là chúng ta hiểu là khi mà M của chúng ta sáng lần thứ 3 thì không phải M chúng ta có vân sáng thứ 3 lúc đó, mà là do vân sáng thứ 2 chúng ta nhảy vào, sáng 4 nhảy vào, sáng 3 nhảy vào, sáng 2 nhảy vào. Đấy là do A của chúng ta làm sao? Nó giảm đi nên khoảng vân tăng lên. Đấy, còn nếu như bây giờ mà bài toán thay đổi là giống hệt như thế này, nhưng mà bây giờ lại nói A của chúng ta tăng lên, thì chúng ta hiểu là các vân sáng vân tối bên ngoài nó sẽ chơm vào điểm M, đúng không? Đấy, chúng ta thấy rằng là khi mà A chúng ta tăng lên, Y giảm đi, thì các cái vân sáng vân tối chúng ta nó sẽ co lại gần với O. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng M chúng ta là có vân sáng thứ 5 nhảy vào là sáng lần 1 này, rồi sáng thứ 6 nhảy vào là sáng lần 2, rồi sáng thứ 7 nhảy vào là sáng lần 3. Vậy thì nếu như mà bài này thay đổi khoảng cách của hai khe này của chúng ta không phải là giảm mà là tăng lên, rồi giống hệt như thế này, chỗ này thì tăng lên 1/3 mm, thì ở đây chúng ta sẽ làm sao? Thay đây là vân sáng thứ 7 và đây là cộng 1/3 mm vào. Các em hiểu chưa? Thì đấy là những cái cách mà người ta có thể hỏi trong bài toán này. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo.